Tối 13 tháng 10, chiếc xe ô tô 7 chỗ lưu thông tới gần bùng binh đoạn cầu Ông Đạo, đường Trần Quốc Toản, phường 1, thành phố Đà Lạt, bất ngờ mất lái, lao xuống Hồ Xuân Hương, hậu quả 2 người trên xe ô tô tử vong, 2 người bị thương. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi chiếc xe ô tô 7 chỗ đi từ hướng chợ đêm Đà Lạt về quảng trường Lâm Viên, khi vượt qua bùng binh cầu Ông Đạo ra đường Trần Quốc Toản thì bất ngờ mất lái, lao xuống Hồ Xuân Hương. Hai người là nam giới, gồm lái xe và người ngồi ghế trước đã tử vong. Riêng hai người ngồi hàng ghế sau đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi xe ô tô 7 chỗ chìm xuống lòng hồ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Lâm Đồng cùng Công an Đà Lạt, chính quyền địa phương đã khẩn trương điều xe chuyên dụng, chiến sĩ tiến hành trục vớt xe gặp nạn. Do trời mưa lạnh, đoạn xe ô tô lao xuống hồ gần khu vực cửa xã Hồ Xuân Hương nên công tác trục vớt xe gặp nhiều khó khăn. Tới khoảng 20 giờ, lực lượng cứu hộ mới kéo chiếc xe gặp nạn lên khỏi mặt nước, sau đó khẩn trương đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi chiếc xe. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân cũng như hai người bị thương. Thông tin ban đầu trước khi gặp nạn, trên xe có 3 nam, 1 nữ.